Sai lầm dễ mắc sẽ biến thịt thành ổ vi khuẩn. Khi chế biến thịt, tuyệt đối không nên kết luận thực phẩm còn sống hay đã chín qua màu sắc. Ngoài ra còn 4 sai lầm khác mà bạn dễ mắc phải. Mỗi khi dùng tay đập vào một quả trứng hay sờ vào thịt sống, có nghĩa là tay đã bị nhiễm khuẩn. Thường thì mọi người chỉ lau tay vào khăn hoặc rửa qua loa với vòi nước. Cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn là rửa tay bằng xà phòng, đồng thời cần làm sạch kẽ tay và móng tay. Khi chế biến thịt, trứng hay hải sản, cách duy nhất để biết thực phẩm đã chín hay chưa hay là tới độ nhiệt an toàn, hãy dùng nhiệt kế thực phẩm. Màu sắc không chỉ là dấu hiệu chứng tỏ thực phẩm chín hay sống, nhất là thịt xay. Các loại thịt xay, dù là bò hay heo, cần nấu chín tới khi nhiệt độ bên trong đạt tối thiểu là 72 độ C. Thịt gà lại cần nấu tới 74 độ C. Các loại thịt bò, lợn tươi chỉ cần nấu đến 63 độ C. Khi cần rã đông thực phẩm, cách dễ nhất mà chúng ta hay thực hiện là lấy thực phẩm khỏi ngăn đông và để ở nhiệt độ phòng hoặc trong chậu rửa. Khi làm cách này, nhiệt độ bề mặt bên ngoài của thực phẩm có thể bằng nhiệt trong phòng nhưng bên trong thì vẫn đông lạnh và là dịp để cho vi khuẩn có thể nhanh chóng tăng sinh. Nên rã đông thực phẩm bằng lò vi sóng hoặc trong ngăn mát. Hoặc cũng có thể rã đông trong nước lạnh nhưng cần thay nước rửa nửa tiếng một lần. Lưu ý nếu rã đông bằng cách lò vi sóng thì sau đó cần chế biến ngay. Nhiễm khuẩn chéo. Khi lấy một miếng thịt nướng ra khỏi lò nướng và để ngay vào một chiếc đĩa, đồ dùng hay thớt đang dùng dở, nhất là thớt đã thái thịt sống, là một trong những sai lầm khiến cho thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn dù đã chế biến tiệt trùng. Chỉ nên dùng đĩa mới và có thớt thái đồ sống và đồ chín riêng. Không bỏ qua quy tắc 2 tiếng. Đồ ăn còn thừa có thể bị nhiễm khuẩn nếu như không được lưu trữ đúng cách. Đối với những đồ ăn dễ bị hỏng như sữa, thịt trứng, trứng chín và những đồ thái gọt, cần để vào tủ lạnh sau 2 tiếng. Sau khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên ăn lại.